Theo xin mời con này, rồi đánh bạn. Dạ, con thưa cha, thưa cộng đoàn, con tên là Phạm Ngọc Hương. Con 26 tuổi, con đến từ Đắk Lắk. Con được ơn Chúa là con được ơn giải thoát. Con tên là gì? Dạ, Phạm Ngọc Hương ạ. Dạ, 26 tuổi. Đắk Lắk, con được ơn giải thoát. Ai đã bắt con và ai giải thoát con? Dạ, con thì khi mà con giờ này tháng trước á, con cũng xin kể để cho nó chi tiết hơn một xíu. Giờ này tháng trước con đến đây thì cũng một người theo đạo, người đó ở Đắk Nông, người giới thiệu con đến đây. Thì khi mà con đến đây thì con cứ đi lang thang ở đây. Lúc đó cha còn nói con là bị tâm thần, kêu bảo vệ bắt con ra ngoài kia. Lúc đó con ra ngoài đường, lúc đó con ra ngoài đường là con đứng con khóc ngoài đó. Hồi sau con lại còn vô lại, tại vì con cứ cởi áo con cứ đi lung tung vậy, không biết gì hết. Mà con không có ngủ được, không ăn không ngủ được gì hết. Nói chung là cứ đêm đến là 12 giờ đêm là cứ đi vô di tích lịch sử, khu di tích lịch sử nói chuyện với lại bộ đội, với lại các kiểu rồi mấy cụ rồi như này kia. Nói chung cái cụ chết rồi hả? Dạ, cái cụ chết rồi đó, toàn là mấy trăm tuổi không á. Nghĩa là con ngồi thấy rõ mặt luôn mà. Con ngồi thấy rõ mặt, cũng ngồi nói chuyện rồi như vậy. Là về nói chung nhà cửa là cứ bắt má là cứ lau nhà lau cửa thường xuyên, bắt lau miết, tại vì nói là có người vô nhà rồi, tại chỉ có mình con thấy thôi. Đó là như vậy. Là con sau khi mà con đến đây á, giờ này tháng trước á, được cha đặt tay xong á, là đêm khi mà lên xe giường nằm con về á, là con ngủ ngon trên xe, tại vì lúc đó là con mua một cái đài á, là nghe trên xe luôn, mở trên xe là con ngủ ngon. Rồi khi mà về nhà cho đến thời điểm giờ là con ăn uống lại bình thường, ngủ nghỉ lại bình thường, không có thấy ma thấy quỷ gì nữa. Đó là con xin được tạ ơn Chúa là như vậy. Thưa chị em, mà nhìn anh ấy đẹp trai mà như vậy anh chúng ta có nghĩ rằng cách đây mấy tháng? Dạ, bị cha nói bị tâm thần, nhưng mà có gì? Dạ, cách đây đi một tháng giờ này là cha nè, nhưng mà con bị 6 tháng. Trong 6 tháng đó là con đi nhà con không biết, đưa con vô 4 bệnh viện tâm thần. Đầu tiên là bệnh viện Đà Nẵng, Trung ương 3, đầu bệnh viện Đồng Nai, bệnh viện Hà Nội, rồi bệnh viện Đắk Lắk. 4 bệnh viện tâm thần, vô đó con không bị điên, bị khủng hết. Mà vô đó người ta la hét quá, người ta phải tiêm thuốc, bắt con uống thuốc ngủ, biết là nói chung là con mệt mỏi luôn, nói chung là bị nói chung là suy nhược cơ thể đó. Dạ. Rồi ai giới thiệu con đến đây? Dạ, ai đưa con đến đây? Dạ, chị đó là tên Linh, chị đó ở Đắk Nông mà. Chị có đạo không? Dạ, có đạo. Còn con có đạo không? Dạ, con không có đạo. Hôm nay, nước Thiên Chúa đang mời những người không có đạo đến với nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là mở rộng hết, không phải chỉ dành cho người có đạo mà thôi. Nước Thiên Chúa là dành cho tất cả mọi người trên thế gian này. Khi Ngài đến và tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa đều là những người công nhân của nước Thiên Chúa. Một người anh em của chúng ta đây cách đây một tháng chỉ là một người không ra người, ngợp không ra ngợp, người anh em đã thú nhận như vậy và tất cả các bệnh viện đều không thể làm gì được. Nhưng một vị vua tình yêu, một vị vua đầy quyền năng, chúng ta biết là ma quỷ suy nghĩ nó khống chế con người và quyền lực của ma quỷ hơn con người, cho nên phải có một quyền lực, một cái sức mạnh hơn cả ma quỷ. Và vì đấng ấy tiêu diệt ma quỷ, tiêu diệt sự chết, tiêu diệt sự dữ dưới chân cái thập giá rồi, Ngài đã chiến thắng, đã sống lại rồi. Cho nên chỉ có đấng ấy, đấng là Giêsu, vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa, mới xua trừ được ma quỷ, xua trừ được sự dữ, nó khống chế từng con người một dưới hình thức này hay hình thức kia. Anh chị em ngồi đây, ai là người không có bị ma quỷ khống chế như này? Anh chị em ngồi đây, ai là người luôn là ai là người đã bị ma quỷ sự dữ khống chế như này? Tất cả chúng ta đều bị ma quỷ sự dữ khống chế khi chúng ta phạm. Vậy thì ai là người đã phạm tội ở dưới này? Khi mình phạm tội là mình thuộc quyền của ma quỷ. Vậy là bỏ ai đó bị ma quỷ sự dữ khống chế không dám dưới này?
chúng ta đã từng bị ma quỷ sử dụng khống chế, không phải chỉ là biểu hiện ra như người anh em này, nhưng mà ngồi trong nhà thờ mà đầu óc vẫn còn đang nghĩ đến chuyện khác, ngồi trong nhà thờ mà vẫn còn cứ nói chuyện riêng với nhau, ngồi trong nhà thờ mà vẫn còn lấy điện thoại ra mà mở, ngồi trong nhà thờ mà vẫn còn nhắn tin với nhau thì đang bị ma quỷ sự giữ nó khống chế rồi, có biết hay không? Chứ không phải là cứ phải người đó là ma quỷ sự giữ khống chế. Ma quỷ sự giữ khống chế nó bịt miệng mình lại, nó làm cho mình bề ngoài có vẻ đạo đức nhưng mà bên trong là đầy đẫy sự dữ ở trong đó. Ngồi đây mà còn lấy điện thoại ra nhắn tin, ngồi đây mà còn lấy điện thoại ra để mà coi đá banh, ngồi đây mà còn lấy điện thoại ra để mà sao chút nữa mày đi đâu với lại chút nữa mày ăn cái gì, thì đó là tôi đang để cho ma quỷ và sự dữ nó khống chế rồi. Biết không? Biết không? Biết không? Biết thì có để nó làm không? Lấy điện thoại ra, 1, 2, 3 đọc. Bà đi bảo hơi tắt hơi ra phải đọc. Đây, cho người khác cho con cái máy bài trong bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Một người anh em của chúng ta thấy rất là đẹp, trai rất là dễ thương. Con đi về con loan truyền cho người khác về lòng thương xót của Chúa nha. Rồi, mời các bạn.